Xin chào tất cả mọi người đang xem clip của em ngày hôm nay. Em xin giới thiệu qua đó là một cái điếu hút thuốc lào của các quan lại ngày xưa trong phong kiến triều đình. Và cái điếu này nó được người xưa người ta làm một cái quai giống, nó rất là công phu mà rất là công kỹ. Hai bên mặt là chạm những cái con dơi. Con dơi này biểu tượng cho chữ phúc hay gọi là phước. Đấy, thì và con dơi là một trong những cái biểu tượng được người xưa đưa vào những cái sách vở hoặc là những cái công trình kiến trúc của người ngày xưa, nó rất là hay mà rất là tinh tế. Thì qua thời gian năm tháng, những cái điếu này nó dường như là toàn lành, bởi vì là người xưa người ta giữ đồ nó rất là kỹ. Bởi vì để mà sở hữu được những món đồ quan dùng, những món đồ ngự dụng thì nó rất là quý. Bởi vì là người ngày xưa là khi nào mà có khách quý hoặc là có một cái dịp lễ lớn trong nhà thì mới đem ra sử dụng, còn người ngày bình thường thì lấy cất đi, hoặc là lấy những cái món đồ nào mà rẻ tiền nhất, những món đồ không giá trị nhất thì mới lấy ra sử dụng, để tránh những trường hợp bị đổ vỡ hoặc bị mất mát hư hao các kiểu vân vân. Thì cái điếu này là một trong những cái điếu điển tích rất là hay. Nó vẽ một cái ông vua ngày xưa, thì cái quá khứ của ông ấy là trước khi mà lên làm vua, tuổi thơ của ông là một người chăn trâu, và cái cảnh nó rất là phiêu. Đấy, cành cây khô ở một cái dáng nó ở một cái cảnh vật nó rất là thanh bình. Đấy, thì đây là người, và cái quai giống này nó đã che khuất mất một phần nào của cái khuôn mặt của ông. Đấy, đây là cái quai giống của ngày xưa luôn, để người ta bảo vệ và xách như thế này. Đấy, xách đi để hút thuốc lào. Đấy, thì vẽ cảnh vật rất là đẹp, rất là nên thơ của những cảnh đồng ruộng ngày xưa. Và khi mà đã làm quan rồi á thì người ta mới suy nghĩ lại những cái việc mà trước đây, quá khứ của họ đã từng một thời gọi là được, có nghĩa là hồi tưởng lại những ký ức. Đấy, thì người vua, vị vua này mới cho vẽ lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức của ông của thời xa xưa trước đây. Và hơn thế nữa, cái miệng đã được bịt đồng nó và bạc, bịt đồng và bạc nó rất là tinh xảo mà rất là khéo. Đấy, thì người xưa người ta bịt rất là chi tiết, người ta bảo vệ rất là công kỹ. Đấy, thì hiệu đề của nó là hiệu đề dấu truyện vuông, rất là quý, dành cho những cung bậc của các quan đại thần xưa, rất là có cung bậc, có cái địa vị rất là cao trong xã hội. Và hơn thế nữa, cái thú chơi mà gọi là, đã nói về thú chơi á, thì cái triều đại từ thời phong kiến ngày xưa cho đến bây giờ thì cái thú chơi nó luôn luôn là một trong những cái thú chơi dành cho những cái người có điều kiện, những người có địa vị cao trong xã hội. Thì thú chơi hút thuốc lào là một trong những cái thú vui dành cho các bậc có điều kiện, các bậc quan lớn đại thần trong cung đình ngày xưa của triều đại thời nhà Thanh. Thì mới có điều kiện, mới có điều kiện thư thả mới sử dụng và mua những cái công việc này. Thì những cái món đồ này để mà thể hiện cho chúng ta biết người xưa là ở địa vị họ như thế nào, ra sao để mà có được những cái món đồ quý đến như vậy.
thì bác nào mà có nhu cầu hữu duyên mà để sở hữu được những món đồ quý, đẹp và hiếm thì alo đến em. Em xin chia lại, trao duyên, chia lại cho các bác những cái món đồ mà trước đây ông bà mình ở cái bậc quan lại đã sở hữu. Thì những cái cổ vật này rất có giá trị. Thì bác nào mà có nhu cầu thì alo đến em qua số điện thoại 0387 513 887. Em xin trao duyên lại để mà mình sở hữu những món đồ cổ quý và đẹp như thế này. Đây, em quay cho các bác xem. Qua thời gian 5 tháng cái cốt cách nó rất là khô, nghĩa là cái lớp men phủ bóng nó đã thấm sâu vào trong cốt như thế này. Và cái chàm nó vẽ phải là xanh và đẹp như thế này. Đấy, thì nó thể hiện cái hồn của đồ cổ, hồn của cổ vật nó rất là tinh tế, rất là hay. Và bác nào cứ muốn hữu duyên thì liên hệ đến em để mà được sở hữu những món đồ quý và đẹp như thế này.